Cái đồ chơi này, đừng nói là thiên giản nhất phẩm, coi như là không có đi qua tinh luyện, một cân đều là muốn một viên màu vàng huy chương. Cân nhắc đến thiên giản tỷ lệ thất bại, không có 200-300 cân bí ngân căn bản giản đúc không xa đầy đủ chế tác ra một bộ nhất tự đấu khải thiên giản nhất phẩm bí ngân. 200-300 kg bình thường bí ngân, giá cả có thể là 10 cái trở lên màu tím huy chương. Đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ toàn bộ học ngoại viện cũng không có mấy người mua được. Dùng bí ngân tới chế tác nhất tự đấu khải, chỗ tốt là rõ ràng. Bí ngân đối với hồn lực thân hòa độ cực cao, không chỉ là lợi cho truyền hồn lực mà lại có thể tăng cường hồn lực, đồng thời cơ hồ là cùng hết thảy kim loại đều là có vô cùng cao độ dung hợp. Tương lai đem dạng này nhất tự đấu khải để thắng làm nhị tự đấu khải liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mà lại kim loại hiếm phẩm chất càng cao, dùng hắn chế tác ra đấu khải liền càng mạnh. Hiên Vũ, à không, lão đại, về sau ngươi liền là lão đại của chúng ta không muốn lão băng, cái khác ta cũng không cần, ta tại trong kia bộ phận kim loại hiếm cũng đều là về ngươi, ta liền muốn một bộ phận cùng với thiên rèn nhất phẩm bí ngân chế tác giả nhất tự đấu khải. Vũ Thiên một phát là bắt được Lam Viên Vũ cánh tay, một mặt nịnh nọt, ây, cái này bình thường lạnh lùng ra hỏa đột nhiên biến thành dạng này, Lam Viên Vũ lúc này quả thực là có một chút không thích ứng. Vũ Thiên, ngươi sao có thể phản bội lão băng, ngươi có còn hay không là người? Lâm Đông Huy lúc này lòng đầy căm phẫn chất vấn nói, sau đó hắn bắt lấy Lam Viên Vũ một cánh tay khác. Ta cũng giống như vậy, cũng tính ra là một người, các ngươi, hai cái. Băng Thiên Lương lúc này hận không thể nào cho bọn hắn một người một cước, nhưng ở thời điểm này, hắn mày mày không cam lòng lạc hậu, coi như nhận đáy cá cũng lên tàng mới trước, các ngươi đều tránh ra. Nhìn xem ba người bọn họ tranh nhau chen lấn dáng vẻ, Lam Mộng Cầm lúc này trong bụng nở hoa, ba cái người này đúng là như vậy. Vũ Thiên lườm nàng liếc mắt, cái này ngươi không biết đâu, ngươi có biết hay không mua chế tác sau một bộ nhất tự đấu khải cần có bí ngân muốn bao nhiêu tiền. Dùng huy chương mua, 10 cái màu tím huy chương cũng mua không được, lão đại ngược lại là ta trước đặt trước một bộ, quyết định như vậy đi, ta kim loại hiếm tất cả đều về ngươi, làm tiền công, ta đi trước một bước, nói xong hắn xoay người mà chạy. Cái tên này tinh khôn hết sức, mặc dù là nơi này có hơn 2 tấn bí ngân, nhưng hắn thật là không cảm thấy là mình Vũ có thể rèn đúc ra xuất hiện ra quả 300 cân thiên rèn một tinh bí ngân. Thiên rèn ra một tinh bí ngân kim loại là tốt như vậy rèn đúc sao? Hắn hiện tại trước tiên trả tiền, nắm chuyện đã định, đến lúc đó chính mình có thể có một bộ dùng thiên rèn một tinh bí ngân chế tác giả nhất tự đấu khải so với cái gì đều mạnh hơn. Băng Thiên Lương cùng với Lâm Đông Huy cũng lập tức chạy, bọn hắn cùng Vũ Thiên ý nghĩ một dạng, vô luận là Lam Huyền Vũ rèn đúc có hay không là có cao như vậy xác suất thành công, chỉ cần bọn hắn có thể thu hoạch được một bộ thiên rèn một phần phẩm chất cấp bậc bí ngân nhất tự đấu khải, bọn hắn liền rất thỏa mãn. Năm thứ hai tốt nghiệp trước đó, nhất tốn thời gian kinh phí phí sức sự tình liền chính là chế tác ra đấu khải. Thiên rèn nhất phẩm đấu khải có khả năng hòa tan vào thân thể, có thể có bao nhiêu người có thể làm được. Chưa nói chi là dùng thiên rèn nhất phẩm bí ngân chế tác ra đấu khải, đây chính là đỉnh cấp phẩm chân phất nhất tự đấu khải. Có cái này, bọn hắn đã rất thỏa mãn, dùng nhiều kim loại hiếm không tính là gì, bọn hắn còn có thể tiết kiệm thời gian, có nhiều thời gian hơn tu luyện. Mấy tên này quá chuẩn đầu, lão đại, ngươi sẽ không tính sai đi, thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công thật sự có cao như vậy, Tiền Lỗi nghi hoặc nói. Lam Hiền Vũ nói, thật là không sai biệt cho lắm, có điều ta còn muốn luyện nhiều ra một chút, trước dùng mặt khác kim loại hiếm luyện, cuối cùng lại dùng bí ngân luyện, bọn hắn lưu lại nhiều như vậy kim loại hiếm làm rèn đúc phí, đã đủ rồi. Lam Mộng Cầm nhìn xem nụ cười trên mặt của hắn rồi nói, ngươi thật giống như đã tính trước. Lam Hiền Vũ nhìn xem trước mặt trọng chất như núi 6 loại kim loại hiếm, mỉm cười một cái rồi nói, từ hôm nay trở đi ta nuôi dưỡng nhóm người. Lời vừa nói ra, 5 người khác đều mở to hai mắt. Lão đại, ý gì vậy? Tiên Lỗ con mắt lóe sáng sáng lên. Lam Hiền Vũ nói, Tiếu Lão Sư nói, lớn như muốn bán cái này chút kim loại hiếm, cũng chỉ có thể bán ra cho học viện, nhưng chỉ là bình thường kim loại hiếm. Lớn như ta có thể đem bọn nó đều rèn đúc thành thiên rèn cấp bậc kim loại hiếm đó. Thiên rèn cấp bậc kim loại hiếm giá cả, tại trong học viện cũng bên ngoài không sợ biệt cho lắm. Dù sao thì rèn đúc loại cấp bậc này kim loại hiếm xác suất thành công không cao. Nhiều như vậy kim loại hiếm có thể đổi nhiều ít huy chương, tạo điều kiện cho các người tu luyện đầy đủ. Lưu Phong từ lấy giờ không nói gì liền nói, Hiền Vũ, ngươi thiên rèn sản xuất thành công đến tuổi cùng có cao như vậy sao? Lam Hiền Vũ mỉm cười rồi nói, nếu như chẳng qua là bình thường thiên rèn, đại khái 80% đi. Lời vừa nói ra, 5 người ngoài các đều là không nói, nhìn xem hắn trợn tròn há hốc mồm. Tiết Lỗi lúc này mới hiểu được Lam Hiền Vũ trước đó nói kiếm tiền biện pháp là cái gì.
80% thiên sản xác suất thành công. Cái này một nhóm lớn kim loại hiếm cũng đều là không dùng đủ tiền rồi. Đây chính là vượt qua 4 tấn kim loại hiếm. Ấn làm huyền vũ thiên sản xác suất thành công, 3 lần thiên sản kim loại vẫn phải có. 3 tấn thiên sản kim loại có thể bán bao nhiêu tiền? Cái này không thể tính toán. Dù sao thì liên quan đến 6 loại kim loại hiếm, nhưng tuyệt đối là con số thiên văn. Khó trách là mình vũ nói hắn lui cả nhóm. Mà lại 3 tấn là đáng giá thận trọng nhất. Thực tế số lượng tuyệt đối so với cái này nhiều hơn. Là mình vũ lúc này phối hợp nói ra, ta trước dùng mấy loại giá trị hơn thấp kim loại hiếm luyện tập, có nhiều như vậy kim loại hiếm cho ta luyện tập, ta cảm thấy không dùng đến thời gian quá dài, ta liền có thể hoàn thành thiên giản nhất phẩm. Đến lúc đó, cái này một chút kim loại hiếm cũng không thể là biến bán đi, ngoại trừ chế tác nhất tự đấu khải bên ngoài, ta còn muốn lưu một bộ phận dùng cho luyện tập linh giản. Nghe nói luyện tập linh giản cấp cần hao phí hàng loạt kim loại hiếm đấy. Tiên lỗi lẩm bẩm, thật muốn nói cho Vũ Thiên bọn hắn bỏ qua cái gì, bọn hắn cái này có tính không ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng đi. Lưu Phong lắc đầu nói, không tính đi, một bộ dùng thiên giản nhất phẩm bí ngân chế tác ra đấu khải, giá trị đã rất cao, các ngươi đủ rồi đó. Nguyên Ân Huy Huy lúc này tiến đến làm Hiền Vũ bên người, hi hi cười rồi nói, Hiền Vũ ca ca đã nói, ngươi về sau luôn luôn muốn nuôi chúng ta, ha ha, ta đây liền không đi làm nhiệm vụ nữa. Lam Mộng Cầm nói, nghỉ, các ngươi định đi nơi đâu, ta muốn về nhà một chuyến. Lam Hiền Vũ nói, ta không trở về, ba và mẹ của ta sẽ đến nhìn ta, lão sư của ta cũng tới. Nói xong hắn nhìn về phía của Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu nói, ta là cô nhi không có địa phương, nana lão sư đến ta theo nàng. Lưu Phong nói, ta cũng không trở về, lưu lại học viện tu luyện. Nguyên Ân Huy Huy nói, nhà ta ngay ở chỗ này, về nhà cùng với tại học viện một sáng, ta cũng tiếp tục tu luyện. Tiền Lỗi nói, ta muốn về nhà một chuyến, về nhà khoe khoang một chút đi, có kim mập mạp ta cũng là có thể tiến hành cận chiến người, trở về nhường cha ta nhìn một chút. Lam Hiền Vũ nói, các ngươi cũng phải bắt đầu thời gian tu luyện đấu khải thiết kế cùng với chế tác, ta đoán chừng là học kỳ kế tiếp, ta mặc kệ là có khả năng cho mọi người rèn đúc ra đầy đủ chế tác đấu khải thiên giản nhất phẩm bí ngân. Làm nhiệm vụ tại trong học viện sử lai khắc đệ nhất học kỳ chính thức kết thúc. Cái này một cái học kỳ xuống tới, biến hóa của hắn phi thường lớn. Hắn trà xét phụ mẫu nhắn lại, bọn hắn đã đang trên đường tới, nana cũng đã như vậy, lại 2 ngày nữa là hắn có thể nhìn thấy bọn hắn. Lần này thì cuối kỳ thu hoạch thật là lớn. Đêm đó là Mền Vũ cùng với Tiền Lỗi lần nữa đi tới Hải Thần Hồ tu luyện. Tiền Lỗi là muốn nhường kim mập mạp uống no tốt về nhà, là Mền Vũ thì là cần khôi phục lại hắn long thần lần phiến tiêu hao, tiếp tục tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiền Lỗi cùng với Lam Mộng Cầm về nhà, những người khác sinh hoạt thì là không có gì thay đổi. Mặc dù không cần lên khóa, nhưng bọn hắn vẫn tại trong khắc khổ tu luyện. Ngày nghỉ thứ ba sáng sớm, Lam Hiền Vũ cùng với Đống Thiên Thu kết bạn đi tới thành Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm cũng lâu không lắm. Trong thông đạo xuất hiện ra hai đạo thân ảnh quen thuộc. Ba và mẹ, ta tại ở bên trong. Lam Hiền Vũ nhảy dựng lên dùng sức hướng bọn hắn phất phất tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đứng ở bên cạnh hắn là Đống Thiên Thu nhìn xem hắn, không khỏi có một loại cảm giác khác thường. Ở trong mắt của các bạn, hắn vẫn luôn luôn là thành thục cơ trí. Nhìn thấy phụ mẫu thời điểm, hắn mới chính thức toát ra một tiểu thiếu niên vốn có cảm xúc. Đống Thiên Thu lúc này hốc mắt hơi có một chút ướt át, trong nội tâm của nàng hết sức hâm mộ Lam Hiền Vũ. Đối với nàng mà nói, ba và mẹ hai cái này xưng hô sớm đã có chút xa lạ. Nàng không khỏi nghĩ, lớn như bọn hắn còn sống thì tốt biết bao. Lam Tiêu cùng với Nam Trường tự nhiên cũng nhìn thấy nhi tử. Nam Trường đem hành lý ném cho trượng phu, chạy chậm tới, ôm chặt lấy nhi tử, sau đó liền trên mặt quán hôn lên hôn đẻ. Mụ mụ nhớ muốn chết đi được. Lam Hiền Vũ lúc này mặt có chút đỏ, mẹ à. Nam Trường vành mắt đỏ lên, ôm rõ ràng cao lớn một đoạn nhì tứ, suýt nữa là rơi lẽ. Cao, có thể là gầy đó, nhất định rất mệt mỏi. Không có, không mệt. Giống như mẫu thân trong ngực, Lam Hiền Vũ có dựa vào, ngoài miệng nói xong không mệt, trong mắt lại là toát ra bình thường không có mềm yếu. Lam Tiêu lúc này cũng đã đi tới, khuôn mặt hiền hòa, sờ lên đầu của Lam Hiền Vũ, cao lớn không ít nhỉ. Lam Hiền Vũ nói, ba và mẹ, đây là Thiên Thu các người thấy qua rồi đó. Đống Thiên Thu một mực tại bên cạnh vừa nhìn Lam Hiền Vũ cùng với cha mẹ của hắn. Lam Tiêu hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem cô nương này, trong lòng của hắn cũng tràn đầy tự ái. Mặc dù là Đống Thiên Thu tuổi còn nhỏ, nhưng nữ hài tử so với nam hài tử phát dục đến sớm một chút. Lúc này thì Đống Thiên Thu đã có tuyệt sắc mỹ nữ bộ dáng. Nam Trường này phát hiện ra Đống Thiên Thu cũng tại đó, lập tức buông lỏng ra ôm lấy Lam Hiền Vũ tay.
Ây da, thiên thu càng ngày càng đẹp, ta đều không dám nhận. Nói xong thì nàng vội vàng tiến về giữa chặt đống thiên thu cánh tay, càng xem đống thiên thu là càng hài lòng. Thúc thúc a di ngày khỏe chứ? Đống thiên thu lúc này mặt đỏ lên nói ra. Nam trường nói, so với lần trước cao lớn không ít đâu, so với hiên vũ đều cao, thật sự là càng ngày càng đẹp. Hiên vũ tiểu tử thối này có hay không là khi dễ người, có lời nói cho a di, ta thành người đánh hắn.